3-3 của Đoàn Đức Đội. Vâng. Cơ hội 20 không? Trận đấu này sẽ cho máy nghỉ. Vẫn rất nỗ lực. Và chuyên gia đồng thời hiệu 2 trận bán kết hôn giải quyết định ôn thời lời miền Bắc thời tiết 2020 trên khu vực này chiến ra được đội ở sân xoay bên phía sân hải của tuần này là đội Yên Phong. Bên phía thì sẽ là đội Hiệu Hòa. Điều trận đấu của thời tiết là ông Vũ Văn Anh. Trở lại sân hải ông Kiều Quốc Tuấn. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi trận bán kết thứ 2 trong khuôn khổ giải vô địch bóng chuyền hơi miền Bắc lần thứ nhất năm 2020 tranh cúp Hoa Đại. Trận thi đấu diễn ra giữa hai câu lạc bộ. Bên phía gần màn ảnh quý vị là câu lạc bộ Hiệp Hòa Bắc Giang, và phía bên kia màn ảnh của quý vị là câu lạc bộ đến từ Yên Phong Bắc Ninh. Trận đấu thứ nhất, Hiệp Hòa phát bóng trước. Quốc Cường không thành công. Có thể nhận thấy đó là một pha chuyền chưa được tới của chuyền hai bên phía Yên Phong. Quốc Cường, Xuân Bình của Hiệp Hòa đã chắn bóng tốt, đã bắt bài Quốc Cường trong pha bóng vừa rồi. Xuân Bình số 6 sở hữu chiều cao 1m80. 2-0 cho Hiệp Hòa. Quốc Cường rất tốt, một pha đánh nhanh rất tốt của Quốc Cường. Đổi điểm 1-2 cho Yên Phong. Xuân Bình đập bóng tốt. Chủ công Yên Phong có một cái cổ tay rất khéo. Tình huống xử lý bắt bóng chéo sân của chủ công Yên Phong Bắc Ninh. Bắc Ninh phát bóng. Không được rồi. Vừa rồi có thể nhận thấy chủ công số 4 Bùi Đình Thao bên phía Hiệp Hòa Bắc Giang đã có một tình huống chủ động đánh bóng bạt tay chắn nhưng không thành công. Xuân Bình xử lý. Phản công cho Yên Phong. Bóng đập rất tốt. Số 2 của Yên Phong Bắc Ninh có một tình huống ra tay rất nhanh. Điểm 4-2 cho Yên Phong. Vẫn còn. Phản công cho Hiệp Hòa. Đình Thao lần này thì là một pha bóng thành công rồi. Đổi điểm cho Hiệp Hòa. 3-4. Xuân Bình phát bóng. Rất tốt. Chủ công số 2 của Yên Phong Bắc Ninh đã ghi một điểm rất kỹ thuật tại vị trí biên 2.
trọng tài xác định bóng ra ngoài, điểm cho Yên Phong Bắc Ninh 6-3. Vạn Ninh phát bóng, Đình Thao rất tốt, và cắt bóng rất cao của Đình Thao, bóng khẽ chạm tay chắn của các cầu thủ Yên Phong Bắc Ninh ra ngoài. 4-6 cho hiệp hòa. Quốc Cường, một pha đánh bóng chiến thuật của các cầu thủ Yên Phong Bắc Ninh, pha xử lý kỹ thuật của các cầu thủ Yên Phong Bắc Ninh. 7-4. Xuân Minh không được. Đập bóng ra ngoài, điểm cho hiệp hòa Bắc Giang 5-7. Vũ Hưng phát bóng, liên tiếp là hai pha xử lý của Vạn Ninh. Lần này anh đã chủ động xử lý bóng chạm tay chắn của hàng chắn đối phương ra ngoài. Tình huống xử lý thông minh của số 2 bên phía Yên Phong Bắc Ninh. Đình Thao vẫn còn, xử lý của Xuân Bình. Yên Phong phản công, vẫn còn. Vẫn còn rất nỗ lực của các cầu thủ hiệp hòa Bắc Giang. Không được rồi, trọng tài chính đã xác định lỗi kỹ thuật của các cầu thủ hiệp hòa Bắc Giang. Hiệp hòa Bắc Giang xin hội ý lần thứ nhất trong xét đấu đầu tiên. Và 30 giây hội ý đã kết thúc. Hai đội trở lại sân thi đấu. Yên Phong phát bóng, bước một tốt rồi. Đình Thao không thành công, pha bóng của Đình Thao, bóng đi ra ngoài. Điểm cho Yên Phong Bắc Ninh 10-5. Cường phát bóng không thành công, đổi điểm cho hiệp hòa 6-10. Chủ công Đình Thao phát bóng rất tốt, một pha bóng rất khó của chủ công bên phía Yên Phong Bắc Ninh, một pha bóng kỹ thuật, bóng đi ra ngoài mất rồi. Các cầu thủ hiệp hòa rút ngắn tỷ số xuống còn 4 điểm, 7-11 cho hiệp hòa. Bóng ra ngoài, đổi điểm cho Yên Phong Bắc Ninh 12-7. Xuân Bình phản công, và đập bóng thành công của chủ công bên phía Yên Phong Bắc Ninh. Bóng rất có lực, khi chạm vào hàng chắn của hiệp hòa Bắc Giang, lập tức bóng bay ra ngoài. Điểm cho Yên Phong Bắc Ninh. Đình Thao rất tốt, Đình Thao đã đáp trả bằng một pha bóng rất lực xuống sân. Cái tay trái của Đình Thao rất khéo, anh đánh bóng chéo sân.
không có cơ hội cho các cầu thủ Yên Phong Bắc Ninh trong tình huống vừa rồi. Điểm cho hiệp hòa 8-13. Chủ công Lưu Vạn Ninh của Yên Phong Bắc Ninh là một người sở hữu cánh tay rất nhanh. Anh ra tay nhanh gọn. Trong tình huống vừa rồi thì tay anh còn khéo nữa. Bóng chạm tay chắn của hiệp hòa ra ngoài. Xử lý của hiệp hòa. Phản công cho Bắc Ninh. Rất tốt. Một pha rất có. Xin lỗi quý vị, một pha bóng rất có tầm của chủ công Yên Phong Bắc Ninh. Bóng cắt tầm cao và cắm xuống sân. Cách biệt bây giờ đã là 7 điểm và các cầu thủ hiệp hòa Bắc Giang chủ động xin hội ý. Hai đội trở lại sân thi đấu. Xuân Bình. Không được rồi. Hàng chắn của Yên Phong Bắc Ninh đã hóa giải Xuân Bình trong pha bóng vừa rồi. 16-8 cho Yên Phong Bắc Ninh. Bật bước một lỗi rồi. Không thành công. Chủ công, xin lỗi quý vị, chuyển hài bên phía Yên Phong Bắc Ninh rất tỉnh táo. Một pha bỏ bóng thể hiện sự khéo léo của chuyển hài số 11 Yên Phong Bắc Ninh. Anh phát bóng. Đình Thao. Không được. Hai mũi biên của Yên Phong Bắc Ninh dường như đang bị các cầu thủ Yên Phong Bắc Ninh bắt bài. Bóng đi ra ngoài. Chín mười tám cho hiệp hòa. Cầu nhanh của Quốc Cường. Bóng chạm tay chắn của Yên Phong ra ngoài. Điểm thứ 10 cho các cầu thủ hiệp hòa Bắc Giang. Quốc Cường rất uy lực, vẫn còn. Phản công cho Yên Phong. Hai chuyền của Quốc Cường. Không được. Đình Thảo đã chắn đơn Quốc Cường trong pha bóng vừa rồi. Vậy là trọng tài đã quyết định điểm cho Yên Phong Bắc Ninh. Lỗi chạm lưới của Đình Thảo. Bóng ra ngoài. Lưu Hải Ninh cũng một pha tấn công từ biên hai, bóng chéo sân nhưng bóng ra ngoài. Điểm cho hiệp hòa 11-19. Đình Thao phát bóng. Rất uy lực thưa quý vị. Một pha kẻ y rất uy lực của chủ công bên phía Yên Phong Bắc Ninh. Chủ công số 33, anh còn rất trẻ. Một pha đánh bóng mẫu mực như trong sách giáo khoa. 20-11 cho Yên Phong Bắc Ninh. Đình Thao. Đình Thao đã sang chân rồi. Điểm cuối cùng 21-11 cho Yên Phong Bắc Ninh. Kết thúc trận đấu thứ nhất, hai đội đổi sân. Yên Phong phát bóng. Đình Thao. Phản công cho Yên Phong Bắc Ninh. Tuấn Anh. Rất cao tầm. Bóng chạm tay chắn của các cầu thủ hiệp hòa Bắc Giang ra ngoài.
điểm thứ 5 cho các cầu thủ Yên Phong Bắc Ninh. Người phát bóng là đội trưởng Quốc Cường. Xuân Bình, Tuấn Anh vẫn còn. Phản công cho Yên Phong Bắc Ninh, hai chuyền Quốc Cường không thành công. Rất đáng tiếc cho các cầu thủ Yên Phong Bắc Ninh. Đổi điểm cho hiệp hòa 4-5. Lưu Vạn Ninh thành công rồi. Cánh tay của Vạn Ninh rất nhanh. Anh có sở trường những pha bóng chéo sân. Vạn Ninh phát bóng. Cầu nhanh của hiệp hòa thành công. Chủ công Nguyễn Trình của hiệp hòa ghi điểm số thứ 5 cho hiệp hòa Bắc Giang. Quốc Cường, Vạn Ninh. Hàng chắn của hiệp hòa Bắc Giang đã thi đấu tốt trong tình huống vừa rồi. Số 6 Xuân Bình đã chốt y thành công cầu thủ số 2 Lưu Vạn Ninh bên phía Yên Phong Bắc Ninh. Bước một tốt, Quốc Cường cắm sân. Tình huống tấn công như trong sách giáo khoa của Quốc Cường. Các cầu thủ Yên Phong Bắc Ninh đã tập những tình huống này rất nhuần nhuyễn. Số 11 Văn Chiến, Yên Phong phát bóng. Phát bóng ăn điểm trực tiếp. Và phát bóng rất khó của chuyền đôi Văn Chiến. 8-6 cho Yên Phong Bắc Ninh. Không thành công. Một pha xử lý lỗi của số 9 Nguyễn Sĩ, chuyển đôi bên phía hiệp hòa Bắc Giang. Và ngay sau đó anh đã xin quyền hội ý đối với trọng tài. Thời gian hội ý kết thúc. Trọng tài chính cho hai đội trở lại sân thi đấu. Lợi thế đang nghiêng về các cầu thủ Yên Phong Bắc Ninh. Bắc Ninh phát bóng. Xuân Bình vẫn chưa thành công. Tuấn Anh, bóng đi ra ngoài. Điểm số thứ 10 cho các cầu thủ Yên Phong Bắc Ninh. Phát bóng rất khó của Quốc Cường. Điểm số 11-6 cho các cầu thủ Yên Phong Bắc Ninh. Vạn Ninh phát bóng. Trọng tài đã bắt lỗi hai chạm của các cầu thủ hiệp hòa Bắc Giang. 12-6 cho Yên Phong Bắc Ninh. Phản công cho hiệp hòa. Cầu nhanh đã bị Quốc Cường hóa giải rồi. Rất tiếc cho cầu thủ hiệp hòa Bắc Giang. Chỉ với một pha chắn đơn thì Quốc Cường đã dễ dàng hóa giải pha đánh nhanh vừa rồi. Đình Thao, rất tốt của Đình Thao. Đường bóng chéo rất rõ ràng của Đình Thao. Thu hẹp khoảng cách cho hiệp hòa Bắc Giang 7-13. Chuyển hài Nguyễn Sĩ phát bóng không thành công. Rất tiếc cho hiệp hòa. Tổ chức tấn công Đình Thao. Liên tiếp là hai pha bóng chéo sân.
Lần này trọng tài xác định bóng chạm tay chắn của các cầu thủ Yên Phong Bắc Ninh ra ngoài. Đội điểm cho hiệp hòa 8-14. Tuấn Anh rồi. Không, là Quốc Cường. Thành công của Quốc Cường. Nhận thấy đường truyền của truyền hai Văn Chiến không được thuận lợi nhưng Quốc Cường vẫn có một pha xử lý ghi điểm. 15-8 cho Yên Phong Bắc Ninh. Phát bóng rất khó của Quốc Cường. Đây không phải lần đầu tiên trong hiệp đấu này Quốc Cường phát bóng ghi điểm trực tiếp. Điểm cho Yên Phong Bắc Ninh 16-8. Nguyễn Trình, thành công của Nguyễn Trình. Các cầu thủ hiệp hòa vừa triển khai tình huống đánh bóng chung vị trí số 3. Ghi điểm 9-16 cho hiệp hòa Bắc Giang. Nguyễn Trình phát bóng. Tuấn Anh rất thoáng, vẫn còn. Rất tiếc cho các cầu thủ hiệp hòa. Văn Chiến phát bóng. Bước một chưa tốt, xử lý của Xuân Bình. Vạn Ninh không thành công. Các cầu thủ Nguyễn Sĩ đã theo bám Vạn Ninh trong tình huống vừa rồi rất dắt. Ba chắn của hiệp hòa đã chốt Vạn Ninh trong tình huống bóng mà Vạn Ninh tấn công. Điểm cho hiệp hòa 10-17. Văn Chiến chuyển ai đây? Tuấn Anh không được. Có lẽ vừa, xin lỗi quý vị, có vẽ tình huống bóng vừa rồi chủ công số 33 Tuấn Anh bên phía Yên Phong Bắc Ninh chủ định đánh bóng cao tầm để chạm chắn ra ngoài nhưng không thành công. Trông của Yên Phong, bóng trong sân. Các cầu thủ Yên Phong Bắc Ninh vừa tổ chức một tình huống đánh bóng chiến thuật, ghi điểm rất đẹp mắt. 18-11 cho Yên Phong. Đình Thao rất cao tầm nhưng ra ngoài mất rồi. Mười chín mười một cho Yên Phong. Nguyễn Trình phản công cho Yên Phong. Vạn Ninh bỏ bóng thông minh của Vạn Ninh, một pha bỏ bóng ăn điểm trực tiếp. 20-11 cho Yên Phong rồi. Liệu các cầu thủ Yên Phong Bắc Ninh có kết thúc trận đấu tại đây không? Phát bóng của Quốc Cường không thành công. Rất tiếc cho các cầu thủ Yên Phong. Đổi điểm cho hiệp hòa Bắc Giang 12-20. Chuyển hài Nguyễn Sĩ phát bóng. Quốc Cường rất uy lực. Nhận thấy chuyển hài Nguyễn Sĩ không thể phản xạ trong tình huống vừa rồi. Trận đấu kết thúc với tỷ số 21-12 nghiêng về các cầu thủ Yên Phong Bắc Ninh. Xin lỗi quý vị, tình huống tấn công của các cầu thủ Yên Phong Bắc Ninh vừa rồi đã phạm lỗi kỹ thuật. Quốc Cường đã dẫm vạch. Trận đấu vẫn được tiếp tục. Điểm số 13 cho các cầu thủ hiệp hòa Bắc Giang. Xuân Bình phát bóng. Tấn công Tuấn Anh rất thoáng. Tuấn Anh đã kết thúc trận đấu với một pha đập từ biên 4. 21-13 cho Yên Phong Bắc Ninh. Chung cuộc, Yên Phong Bắc Ninh thắng hiệp hòa Bắc Giang với tỷ số 2-0.